Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái cây công trình, cây đô thị, cây quý hiếm, cây loại gỗ 1A. Nó nằm trong nguy cơ tuyệt chủng ha. Thì ở đây mình đã nhân giống và đã trồng cũng được số lượng nha. Anh em có nhu cầu thiện chí giao lưu thì gọi qua số điện thoại 0939686894 nha các bạn. Số đó có Zalo luôn ha. Vào Zalo nhắn tin đúng chuẩn nha các bạn. Đọt, cái đọt nó rất là đỏ nè, đọt đỏ. Để mình đi quay một số cây cho các bạn xem ha. Trong vườn có khoảng vài trăm gốc to như thế này hết rồi nha các bạn. Đây, làm giống cái đường vạch ha. Một gian hai gian đây, cái đường vạch bên đây nữa ha, hơn hai gang tay của mình, thì cái gang tay của mình khoảng 22, thì cái vành này nó khoảng 46 ha, vành 46, thì trung bình thì vành từ 40 cho tới 50 nha các bạn, có cây nhỏ hơn có cây lớn hơn. Trong vườn cây rất là đẹp ha, suông thẳng. Mình đi quay hết cho các bạn xem. Ngoài ra thì còn một số cây khác nữa các bạn, cây trắc, rồi một số loại quý hiếm. Bạn nào có nhu cầu giao lưu thì liên hệ với mình ha, đến tận nơi tận vườn xem. Cây này thì cũng tương đối dễ trồng và phát triển tốt ở nhiệt độ từ 10 độ, 15 độ trở lên. Còn những cây, những vùng nào mà nhiệt độ 5 độ kéo dài, dưới 10 độ, khoảng 5 độ mà kéo dài thì không nên trồng ha. Rất là chậm phát triển. Cái loại này thân nó láng nha các bạn, thân mịn láng, mùa này thì mùa rụng lá của nó nè. Còn rất là nhiều ha, lý do ở đây nó hơi đường, nó hơi nhiều cỏ quá khó đi, nên đó mình đầu chỉ quay nhiêu thôi nha các bạn. Rồi thiện chí thì đến giao lưu nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.